Bắt đầu từ 0 giờ sáng nay 23 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh đã nới lỏng giãn cách xã hội. Nhiều hàng quán mở cửa kinh doanh trở lại sau 3 tuần tê cứng vì lệnh cách ly. Tuy nhiên, việc mở cửa này cũng cầm chừng vì tất cả phải chờ hướng dẫn của chỉ thị mới của chính quyền thành phố. Sau khi có quyết định cơ bản dừng giãn cách xã hội, anh Nguyễn Thanh Lâm, quản lý quán ăn này, đã bắt đầu cho nhân viên vệ sinh quán, thu gọn bớt số lượng bàn ghế lại để chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh trở lại sau hơn 3 tuần đóng cửa vì lệnh cách ly xã hội. Trong ngày hôm qua thì tôi cũng nhận được thông tin là hôm nay sẽ được mở lại hàng quán, nhưng mà bên tôi vẫn có một cái số động thái về cái phần bán, thì bên tôi vẫn để hết ngày hôm nay. Thì trong quá trình hôm nay thì bên tôi sẽ chuẩn bị một số về cơ sở vật chất và những cái vấn đề xếp bàn ghế để trong việc cách ly mình thực hiện tốt cái phần vấn đề chỉ thị của bên thành phố. Dọc trên những khu phố chuyên kinh doanh ẩm thực tại thành phố Hồ Chí Minh, mọi hoạt động đã nhộn nhịp hơn so với những ngày trước. Một số hàng quán cũng đã trở lại kinh doanh nhưng vẫn trong trạng thái cầm chừng vì còn chờ những hướng dẫn cụ thể. Hầu hết các cửa hàng kinh doanh đều có trang bị nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn, có hướng dẫn khách hàng giữ khoảng cách khi ăn uống để đảm bảo an toàn. Hiện tại thì tôi vẫn còn đang chờ đợi những cái văn bản cụ thể của chính phủ đưa ra để cho quán của chúng tôi có thể có những cái cách kinh doanh tốt nhất. Bây giờ thì lượng khách tới thì mình cũng nhắc nhở người ta đeo khẩu trang vào, rửa tay. Còn bàn ghế thì bây giờ thu gọn lại, giảm bớt cỡ 50% bàn ghế, giãn cách ra khách ngồi có khoảng cách rộng rãi. Bên mình vẫn tổ chức bán mang về là chủ yếu thôi. Sau thời gian giãn cách xã hội, ngày hôm nay, những tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh đã trở nên đông đúc, tấp nập hơn. Một số hàng quán đã mở cửa đón khách nhưng vẫn trên tinh thần thận trọng để cùng phòng chống dịch.